đi việc gì rồi, vô nè, vô nè. Là việc không muốn biết mà không đó, đó, ông quay mặt lại kìa. Nè ông lấy cái cây, cái cây ống trong cái đỏ gì trong người đó ông móc ra nè. Có người đi qua cái đầu cái giả bộ cái cây đỏ nó làm rất là đẹp. Đâu phải cây nó nãy nó cây giống như là cây sắt của mình bình thường chứ cây bát cây thì một cái một luôn á, nhanh gọn lẹ. Cái này nó hơi gắt nè. Xong cái nó lấy hai ổ khóa là bỏ vô hết trơn. Cái đó là nó gắt hơn cái ổ khóa kia ha. Má cái túi nó hết trơn á, thì khóa nó đâu có bỏ ổ khóa đi đâu đâu, bỏ gọn cái túi nó hết trơn. Bỏ gì? Không có cây mở cửa. Đúng cái một cái là xong luôn nha. Nó lại đi bang luôn cả. Cái sao nó cái họ ừ. Tại vì mình đâu có nghĩ gì mình đâu còn nó đi lên lầu hay là đi lên lầu quen đi lên lầu luôn mà đâu có đi ra sao đâu không có ra sao có đi ra ngoài sao mở cái cửa sao chứ sao sửa sao đất sửa chạy đó thấy không thì thấy không không đã thấy rồi đó nó mở abad lên đó quên đó đó chạy kìa một bọc luôn rồi. Thấy sẻn rồi thấy cái đồ nải cái đồ nó giống không? Như cái xà beng nhỏ cái xà beng ra cũng nó chạy ra trời quá trời luôn đó, kìa. Đóng cửa lại nữa trời ơi có hậu đi ăn cơm xong là về là nó lấy không còn non nước gì hết đập bể tùm lum hết trơn két sắt gì mà nó còn cạy được hay thiệt. Hôm qua trời nó cạy tới cái tủ này luôn. Ủa mà trên lầu hồi nãy mình đâu? Á ơi mới đi ăn cơm.